Quân đội Ukraine tiếp tục tổn thất nhiều trang thiết bị do phương Tây cung cấp trong chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Nhóm quân phía Bắc của Nga đang giao tranh ở vùng Kursk hôm 19 tháng 9 đăng một video cho thấy nhiều máy bay không người lái tự sát tấn công một xe tăng Leopard 2. Theo nguồn này, xe tăng bị phá hủy là Leopard 2A5. Cú đánh đầu tiên đã gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo của xe tăng, trong khi chiếc UAV dường như giáng một đòn sượt qua thân xe. Cũng trong ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga đăng một video cho thấy một xe chiến đấu bộ binh CV-90 bị phá hủy. Không rõ đoạn phim được ghi lại khi nào. Báo cáo cập nhật hôm 19 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga không có đề cập, nhưng báo cáo hôm 18 tháng 9 có nhắc đến việc loại khỏi vòng chiến đấu 2 xe tăng Leopard, 4 xe chiến đấu bộ binh CV-90 và hàng chục xe bọc thép khác trong 24 giờ trước đó. Không thể xác minh số liệu này. Ukraine đã mở một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk ở miền Tây nước Nga vào hôm 6 tháng 8. Lực lượng Kiev đã nhanh chóng kiểm soát hơn 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km2 lãnh thổ Nga. Nga trong khoảng 2 tuần qua đã mở nhiều đợt phản công và Moscow cho biết đã giành lại khoảng 10 khu định cư. Giới lãnh đạo Kiev cho biết chiến dịch ở vùng Kursk nhằm thu hút lực lượng Nga ra khỏi hướng tấn công chính ở miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19 tháng 9 nói đã buộc Nga phải đưa khoảng 40.000 quân đến vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine hồi cuối năm 2023 cho biết nước này đã nhận được xe tăng Leopard thuộc các phiên bản 2A6, 2A5 và 1A5, tuy nhiên không nói rõ số lượng. Trong ngày 19 tháng 9, Đức thông báo đã chuyển giao thêm cho Ukraine 22 xe tăng Leopard 1A5 trong gói viện trợ quân sự mới. Một số xe tăng Leopard đã bị phá hủy trong chiến dịch phản công mùa hè 2023. Nga thậm chí đã bắt được một xe tăng Leopard chiến lợi phẩm mang về Moscow trưng bày. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.